Hà Nội nó không có loại ốc này. Ốc này có biết mua ốc này tận Phủ Lý, Đồng Văn Phủ Lý mang lên đây đấy, ốc ở dưới này đâu. Đấy, ốc vặn hàng ngày ta mang lên cho cô rồi. Người ngâm từ sáng đến trưa, hoặc từ sớm. Sát sạch bắt đầu mới ngâm ngâm luộc được. Đấy. Ngày là nhà mình sử dụng khoảng bao nhiêu cân ốc này cô? Khoảng 20 cân. Như cái chậu này là 20 cân cô nhỉ? Thì thoải mái. Để cô cứ ngâm cho nó giảm hết cái bẩn ra. Ốc này là ốc cô nhập từ Hà Nam về các bạn? Đúng rồi, từ Hà Nam về, không phải Hà Nội đâu. Ô tô nó mang lên thì mình có đi được đâu. Vâng. Đấy, nhất là khách miền Nam thích ăn lắm. Khách miền Nam mà ra đây ăn từ hôm đến hôm về. Vâng, cái này mà cháu thấy là ngoài Bắc nhà mình còn ít đi cô ạ. Không phải là có nhiều quán quá đâu. Mấy quán thôi, Hà Nội có mấy quán đâu. Trung thanh niên giờ đi làm thì ai theo nghề gì, vất vả. Thế là cô bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi cô? Cô lâu rồi, chả cần biết là mấy chục năm. Cứ từ tính từ năm 82 đến bây giờ thôi. Hôm trước đấy không tính. Vâng, từ năm 82 đến giờ nó khoảng 45. Con nhà mình 39 tuổi thì bán 45. Để phải bỏ cái con đây này thì người ta mới ăn được. Nếu để con thì ai ra ăn được. Con nào nó có thì bỏ, nó không có thì thôi. Con 40.000. Không có tiền lẻ cơ. Quan trọng là chọn được ốc ngon này này bán này. Ốc phải ngon này thì bán được. Nếu ốc mà không ngon thì không bán được ốc này. Không có một nước gì ngoài ra. Nước ốc của dầm bỗng như này, con mình dầm bỗng nó đặc như này. Nhưng chủ yếu phải có nước ốc. Mà là phải nước ốc vặn này cơ. Nước ốc kia thì không ra gì đâu. Nhạt phèo, không vị gì. Cho một thịa ốc vặn này. Vâng. Dạ. Thịa ốc vặn. Cho được khoảng 5 con ốc to. Là một bát bình thường thì sẽ có 50 con ốc to này của cô? 5 con. To thì 6 con, còn to. Vâng. To thì 5 con, nhỏ thì 6-7 con. Đấy. Như này là 6-7 con này. Cô ơi, cái ốc to này này, khi mình mà luộc thì mình có cái bí quyết gì để cho nó không bị nhớt, không bị tanh không? Luộc lên nó sôi khoảng 15 phút mới được bỏ ra. Vâng. Bỏ ra xong mình lấy nước sôi để nguội mình ngâm vào. Vâng. Khi là nó nguội rồi được mình vớt ra thì không bao giờ nhớt. Vâng. Ở cái mỏng nước của cô nhìn nó đẹp ghê. Cái nước chấm này thì là cô sử dụng là chỉ có nước ốc thôi, nước ốc ở bỗng rượu. Vâng. Bỗng rượu phải bỗng ngon mới nấu được, nếu mà bỗng không ngon không nấu được. Đây bỗng này, trái bỗng này ít quá, còn này ít quá. Ai ăn không ngủ thì cho thêm vào chua đấy. Vâng. Đây là một bát như này thì là cô bán bao nhiêu? 40.000. 40.000 một bát ạ. Vâng. Là ốc lẫn đấy cô nhỉ? Ốc to cũng thế. Ốc nhỏ thì 30.000, ốc lẫn này thì 40.000. Nếu họ ăn thêm thì nhảy thêm. Vâng. Ví dụ ăn 50.000 thì bán 50.000. Vâng. Bình thường này là 40.000 này. Nói chung là tùy khách hàng đúng không? Đúng rồi. Vâng. Nói chung là lại con gọi bình thường là cháu bát bún là 40.000. Vâng. Cơ đúng rồi. Đấy, bộ bát này. Chị muốn ốc nguội thì còn mỗi nước mà nó là tinh túy đất được. Đã bảo rồi, nước chấm với hồng nó ăn em hiểu chưa? Bây giờ có mỗi ốc với nước chấm nữa thì bây giờ chỉ có nước chấm là ngon thì mình lên cái muốn ốc nguội này thôi chứ. Vâng. Thế là chị có hay ăn ở đây của cô không chị? Dạ. Chị ăn thôi từ lâu lắm rồi, từ hồi học ăn ba ở đây. À thế ạ? Mày đến à? Thôi 20 năm trước bán rồi. Đấy, hơn 20 năm trước ấy. Chị học thêm ở đây này. À. Cô chứ là ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Cô bán từ, tính thức là bán từ 8 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều. Là mình bán là cả ngày luôn đấy cô nhỉ? Cả ngày luôn, nhà mình, nếu là không có khách thì mình vào nhà mình nghỉ. Là nhà mình ở đây luôn là cô? Nhà đây là nhà bà ngoại, mình lên bán hàng thôi, còn cô đấy chồng mình không thượng nữa. Đấy, nhảy sẵn này khách đến là mình bán hết thì mình nhảy tiếp. Cô cứ nhảy được một bát thì gọi giải lao. Cái đầy hộp này là giải lao, xong rồi bán được lại ngồi nhảy tiếp. Vâng. Liên tục. Bởi vì nó là ngon ở cái ốc mới nhảy này, chứ nếu mà con nó bán ốc mà nhảy sẵn rồi thì ăn chán lắm. Kiểu nó bị khô ấy cô nhỉ? Nó mà khô xong mà nó kiểu như gọi là mùi tủ lạnh ấy. Ví dụ để tủ lạnh nó có mùi tủ lạnh, không ăn được. Có hôm 3 giờ chiều hết nghỉ. Xong khách bảo sao hết, rồi khách ăn nhiều quá thì hết rồi nghỉ làm nào. Mình chỉ bán cái lượng của mình thôi. Vì trong ngõ lại có phải bán cho ngoài phố đâu. Vâng. Dự định mình bán được 5 cân lấy 5 cân, hoặc 10 cân lấy 10 cân, lấy gì nhiều. Cốc tán. Làm 20.000 thì bánh rồi. Là mình hết là mình lại đổ vào bác nhờ. Hết lại đổ vào. Vâng. Mà có cái hũ này nhìn đẹp ghê. Đấy. Nhưng mà cháu thấy là cái nước này nó có cái màu nó hơi hơi đỏ đỏ hay là cái màu này màu không phải đun ít hạt nhiều lên cho tí vào cho nó có màu nó đỡ trắng chợt được. Nghĩa là cái màu nó nhạt ấy. Vâng. Là nếu đúng để nguyên màu của nó là trắng chợt luôn. Vâng. Nên mình cho đi một ít hạt nhiều màu hạt nhiều vào thì nó đẹp hẳn đúng không? Vâng. Ít thôi chứ không được cho nhiều.
cái hũ này nhìn này mà sâu này à? được hai cái sâu kia đấy. Vâng. Hơn chục lít đấy, mười mấy lít đấy. Cháu nhìn cháu tưởng là rất là nhỏ thôi, ừ. Nhìn cháu sờ xuống thấy sâu thật. Nó hơn hai sâu nước mà. Hơn hai cái sâu nhưng vừa phách ra ấy. Vâng. Cột nha. Mà đúng rồi, cứ của ai người ăn. Đỡ phải chia nhau. Có một anh thì anh ấy đặt đầy tháng cháu anh ấy, anh đặt 60 suất bún ốc này. Thì anh bảo con là em cứ cho anh ốc vào một túi, một bát đi, bảo không. Không để thế thì người trước ăn hết. Không. Cứ mỗi người một suất con đóng đúng như này. Ông đếm đổ bát ra còn bún con để cả một rổ, ai ăn bún bao nhiêu thì ăn. Chứ nếu bây giờ con hỏi bà nếu mà để khoai ốc, bà đến trước bà ăn, bà xúc đầy một bát thì người sau thì còn làm. Đúng không? Cứ như này thôi. Mà khách làm sinh nhật ăn này cho đỡ chán. Rồi vâng, rồi sau anh ấy bảo ôi dồi thế là ăn hết cả ốc, chẳng ai ăn cỗ cả. Đây còn khách đi Sài Gòn thì cứ mua như này, xong để ốc như này, xong rồi nước thì cho vào chai, họ đóng họ mang đi. Có người mua 50 suất họ mua bình thường. Các bạn ạ, thì cái quán bún ốc Nguội của cô thì cô bán ngay ở số 17 ngõ 136 Tây Sơn các bạn ạ. Thì cô ngồi ngay ở vỉa hè này các bạn này. Thì cái địa chỉ số 17 là địa chỉ của nhà cô luôn. Đó, đây, khách hàng đến thì sẽ ngồi ở trên những cái ghế nhựa này các bạn này. Nếu mà trường hợp đông khách quá thì có thể vào trong nhà các bạn nhé. Xe máy các thứ các bạn đến đây thì các bạn có thể để dọc theo cái đường chỗ mình đang đứng này các bạn này. Đó thì cô ở đây thì mọi người cũng hỗ trợ nhau ấy. Thì có thể nhờ để xe ok các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Thì sau khi mà mình quay xong thì bây giờ mình gọi một cái suất bún ốc Nguội của nhà cô. Cái suất bún ốc này thì là bún ốc lẫn, có giá là 40.000 một bát. Thì như mình nhìn thấy hồi nãy cô cho vào thì là một cái thìa này là ốc nhỏ. Và có cô nhảy thêm 50 con ốc to cô bỏ vào đây. Đây ốc to đây bạn. Và một cái đĩa bún như thế này các bạn này. Bún của nhà cô thì như các bạn nhìn thấy ấy, thì cô không sử dụng bún lá như bình thường ở trên phố mọi người hay thấy. Mà ở đây cô sử dụng cái bún rối các bạn ạ. Mình sẽ thử cái nước này của nhà cô các bạn nhé. Đây cái nước của nhà cô nó có một cái màu nó hơi vàng vàng. Mời các bạn nhé. Cái nước này nó thơm mùi ốc các bạn ạ. Nó thơm, rất thơm mùi ốc luôn. Nó có cái vị hơi đậm đậm. Và cái vị hơi chua nhẹ, rất là thanh của dấm bỗng. Mình sẽ thử luôn cái ốc nhỏ của nhà cô các bạn này. Đây, ốc nhỏ. Ốc này thì như hồi nãy thì mình có quay trong video ấy các bạn. Cô nhảy xong thì cô lấy luôn cái phần đuôi, phần con của ốc ấy. Thì khi ăn thì mình sẽ không có cảm giác gì sạn. Đó, các bạn nhá. Thịt ốc giòn. Ăn mình thấy không có cái con nào bị sạn. Cái ốc to này thì mình ăn mình thấy thịt nó giòn này. Ăn không có cảm giác bị tanh và không bị nhớt. Nó ngấm thêm cái phần nước này các bạn. Nó hơi đậm đậm, hơi thơm. Ăn rất là dễ ăn. Đây, thì mình sẽ ăn kèm với bún các bạn nhé. Đấy, thì như bình thường mọi người ăn bún ấy, thì sẽ chấm bún vào trong cái bát nước dùng này. Sau đó thì ăn luôn thôi. Nhưng mà bún ốc Nguội thì khác các bạn ạ. Bún ốc Nguội thì chúng ta ăn thì chúng ta phải ăn bằng thìa. Đó, và khi ăn thì trong cái thìa này thì mình sẽ phải có cả cái nước chấm này nữa thì ăn nó mới đậm đà. Chứ nếu mà chỉ ăn bún chấm không thì nó sẽ hơi nhạt các bạn. Đây này, ăn như thế này các bạn này. Múc thêm nước. Đó. Vừa đi xong. Mời các bạn nhá. Cái sợi bún này nó nhỏ các bạn ạ. Thì như cô Báu có nói thì cái sợi bún này là cô lấy ở làng Phú Đô. Bún này là bún người ta làm bằng tay các bạn. Nên là ăn rất là mềm. Ở đây cô có thêm một cái lọ giấm cô để ở đây các bạn này. Thì bạn nào mà có cái sở thích ăn chua hơn thì có thể cho thêm cái giấm này vào nhé. Ở đây thì cô còn có cái ớt trưng và hành phi các bạn này. Thì bây giờ mình sẽ bỏ một ít cái ớt trưng hành phi này vào. Mình một tay mình phải cầm máy quay các bạn. Một tay mình ăn nên là nó sẽ hơi khó các bạn thông cảm nhé. Đợt này chắc là sẽ rất là cay các bạn. Đây. Mời các bạn nhé. Cái lớp váng của cái ớt trưng này các bạn này nó bám vào trong cái phần bún.
rồi có cái mùi vị của hành phi đó, nó vừa thêm cái vị cay cay xong rồi lại thêm cái vị nó hơi hơi giòn giòn thơm thơm của hành phi, thêm ớt chưng của cái hành phi này vào ăn là ngon hơn hẳn các bạn ạ. Nhưng mà khuyến nghị cho các bạn là các bạn bỏ thì các bạn bỏ vừa thôi nhé, bởi vì là nếu mà bỏ cái này nó nhiều thì nó sẽ hơi cay các bạn. Ok các bạn, thì trên đây là toàn bộ những cái nhận xét của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau. Chào các bạn nhé.